Vâng, em Dũng xin chào tất cả quý anh chị. Và bây giờ là 8:30 ngày 16 tháng 8 năm 2020. Hải Dương đang rất là căng thẳng đúng không quý anh chị? Quý anh chị xem đài, xem báo, xem tất cả các kênh thông tin, các kênh đại chúng thì quý anh chị có thể biết rằng ở Hải Dương đang là có những cái giới nghiêm khá là chặt chẽ và khá là rộng rãi để làm sao mà bảo vệ được sức khỏe của tất cả mọi người dân khi đến thành phố Hải Dương. Thì quý anh chị cũng biết rằng là gì đây ạ? Đây là công ty Ba Tư Phân, nhịp cầu xe cũ có địa chỉ tại số 1 đường Thanh Niên. Và thưa quý anh chị, em làm bài video này để chia sẻ với quý anh chị về cái không khí của thành phố Hải Dương trong cái thời gian ngày đầu tiên và đây là ngày thứ hai có cái lệnh cách ly đúng không ạ? Thì cũng rất may thưa quý anh chị là công ty Ba Tư Phân nằm ngay cạnh sát đường 5. Đây quý anh chị có thể ngay sát đường 5 đây ạ. Thì tại vị trí này nếu các anh chị ở tỉnh ngoài mà đi vào thành phố Hải Dương mà đi theo lối đường 5B cũ, đường 5A lối đi Hà Nội Hải Phòng thì quý anh chị hoàn toàn không gặp bất cứ một chốt kiểm tra nào. Và quý chị có thể vào công ty rất thoải mái đây ạ. Quý chị đây ạ, vào công ty rất thoải mái để có thể xem xe và cũng như là vào có thể là xem xe, vào uống nước hoặc là vào giao lưu trò chuyện với bọn em. Đây quý chị nhìn, không có bất cứ một cái chốt nào để ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của quý chị. Và tất cả ở đây đều được đảm bảo an toàn quý chị nhé. Đây quý chị có thể nhìn đây là khách sạn Trường Thành, là một cái địa chỉ quen thuộc của công ty bên em mà quý chị có thể tìm đến. Và đây quý chị có thể quan sát thêm đây ạ, đây là cửa ngõ, cửa thứ hai của công ty bên em nằm đối diện với lại khách sạn Trường Thành. Và đây quý chị có thể thấy được rằng chốt kiểm tra an ninh, chốt kiểm tra dịch thì nó lại đặt ở đằng sau công ty em. Đây quý anh chị có thể thấy là kiểm soát rất chặt chẽ những chiếc xe từ thành phố Hải Dương ra ngoài. Còn lại những chiếc xe mà từ thành phố bên ngoài vào thành phố Hải Dương thì cũng rất là thoải mái, vẫn vào được thoải mái nhưng mà ra thì sẽ chặt chẽ hơn. Nhưng mà quý anh chị có thể nhìn đây, đây là cổng của công ty đúng không ạ? Còn đây lại là cổng của kiểm tra dịch tễ. Cho nên quý anh chị có thể tới cái địa chỉ là số 1 đường Thanh Niên thành phố Hải Dương là công ty Ba Tư Phân để quý chị xem xe cũng như trải nghiệm về những chiếc xe mà bên em đang bày bán. Đây quý chị có thể thấy được rằng là nằm ngay sát cạnh đường 5 quý chị nhé, mặt đường An Định, sát cạnh đường 5B và đối diện với khách sạn Thường Thành, đường 5A quý chị nhé. Dạ vâng, đi lại rất thoải mái đây ạ. Quý chị sẽ không gặp bất cứ chốt kiểm tra nào cũng như không gặp bất cứ một sự cản trở nào cả. Dạ vâng, quý chị cứ yên tâm quý chị nhé. Và quý chị hãy đến với Ba Tư Phân nhịp cầu xe cũ và bên em sẽ luôn mang những sản phẩm chất lượng, những chiếc xe đẹp tới tay người tiêu dùng. Và quý chị đến đây sẽ nhận được những sự tư vấn nhiệt tình cũng như là lời chăm sóc khách hàng chân tình nhất với trên 50 mẫu xe đang được bày bán thực tế tại công ty. Đến đây quý chị sẽ lựa chọn được những chiếc xe ưng ý nhất. Tất cả những đầu xe đều được cam kết chất lượng, đều được bảo hành về giá cả. Và quý chị muốn biết thêm chi tiết về những chiếc xe nào thì quý chị hãy để lại video, để lại số điện thoại để bên em gửi video cho quý chị. Và quý chị có thể yên tâm về tình hình bệnh dịch cũng như tình hình kiểm tra của công ty Ba Tư Phân. Hiện tại công ty Ba Tư Phân vẫn đang có thể tiếp quý chị tới xem xe và mua xe tại công ty. Và quý chị nhé, và đến đây quý chị sẽ được sát khuẩn cũng như là bảo vệ về khẩu trang an toàn quý chị. Và rất cảm ơn những sự theo dõi của quý chị.